Thưa quý vị, thưa các bạn, nhằm nâng cao giá trị và ổn định đầu ra cho sản phẩm chuối, nhiều địa phương thuộc vùng núi, vùng sâu, vùng xa, khu vực phía Bắc đã mạnh dạn đầu tư trang thiết bị hiện đại nhằm sản xuất chuối theo hướng giá trị gia tăng. Nhiều mô hình trồng chuối công nghệ cao, thành công đã mang lại thu nhập ổn định, tạo công ăn việc làm cho người dân tại địa phương, góp phần ổn định an sinh xã hội. Cây chuối được đánh giá là cây trồng quan trọng mang lại giá trị kinh tế cao ở nhiều nước trên thế giới, cũng như ở Việt Nam. Chuối là cây trồng có khả năng chịu hạn tốt và sinh trưởng chủ yếu phụ thuộc vào nguồn nước tự nhiên. Do vậy, cũng sẽ góp phần bảo vệ môi trường nhờ khả năng che phủ khi phát triển ở những vùng đồi gò không có nước tưới. Tại tỉnh Lào Cai, chuối được trồng chủ yếu tại các huyện Mường Khương, Bát Sát, Bảo Thắng và Bảo Yên. Trong đó, Mường Khương là huyện có diện tích chuối lớn nhất tỉnh Lào Cai với gần 1.100 ha. Có cái suy nghĩ để làm sao các thôn bản, không riêng về cái thôn này, các thôn bản làm sao nó có cái cơ cấu, chuyển đổi cơ cấu cây trồng nó đảm bảo. Đối với cây chuối, tỉnh Lào Cai duy trì và phát triển vùng sản xuất hàng hóa, tập trung nâng cao năng suất chất lượng sản phẩm. Cùng với duy trì diện tích chuối đã có, năm 2024, toàn tỉnh thực hiện trồng mới khoảng 700 ha chuối hàng hóa trên diện tích đất chuyển đổi. Nhiều giải pháp đảm bảo và nâng cao giá trị kinh tế cây trồng chủ lực này được tỉnh triển khai thực hiện như thí điểm trồng chuối kháng bệnh nhằm khắc phục một trong những loại bệnh chính ảnh hưởng đến năng suất và diện tích chuối hàng hóa, tuyên truyền, hướng dẫn người dân sản xuất chuối theo tiêu chuẩn an toàn Việt Gáp, đảm bảo truy xuất nguồn gốc, đảm bảo 100% diện tích chuối hàng hóa được cấp mã vùng trồng. Lào Cai cũng phấn đấu đến hết năm 2025, diện tích chuối đạt khoảng trên 2.500 ha, sản lượng đạt gần 70.000 tấn với giá trị khoảng 800 tỷ đồng. Mảnh đất này trước đây tôi không trồng gì, thấy ông Lìn trồng chuối, tôi cũng học trồng theo. Có ông ấy cũng giúp đỡ hướng dẫn. Đến giờ tôi đã có vườn chuối cho quả quanh năm, bán cũng có tiền. Trồng chuối cũng dễ, cuộc sống này đỡ vất vả hơn. Tại tỉnh Yên Bái, việc liên kết chặt chẽ giữa sản xuất và tiêu thụ đã giúp các loại nông sản của tỉnh mở rộng được đầu ra, đặc biệt là những sản phẩm từ cây chuối. Loại cây đặc trưng của đồng bào dân tộc thiểu số của tỉnh đã có tem, nhãn, giấy chứng nhận an toàn vệ sinh thực phẩm, được canh tác theo quy trình hữu cơ bền vững, an toàn cho người sử dụng, thân thiện với môi trường, với cam kết 4-0, không dư lượng thuốc bảo vệ thực vật, không dư lượng phân bón hóa học, không chất bảo quản, không chất kích thích tăng trưởng. Cây chuối bước đầu thì chúng tôi cũng khó khăn về giống thôi, nhưng mà sau này tôi nghĩ là một vài năm là chúng tôi sẽ thoải mái, giống dễ nhân ra. Và nhiều người hộ ở đây người ta nhìn tôi, người ta lại tiếp tục đăng dọc, là lá thì cho cá ăn, thân thì cho lợn ăn, thế còn buồng thì lại bán được, đấy, quả bán được. Nông dân chúng tôi bây giờ cũng phải đổi mới nhanh, chứ không biết trước cái đất trăm lầy này chả có cấy đấy. Chuối là giống cây trồng có thời gian sinh trưởng ngắn, thích nghi với vùng đất thịt pha cát, dễ trồng, ít tốn công chăm sóc. Theo những người trồng chuối, thời điểm thích hợp trồng cây chuối thường từ tháng 8 đến tháng 10 hoặc vào tháng 2, tháng 3, vì lúc này cây bén rễ nhanh và tỷ lệ sống cao. Việc lựa chọn cây chuối thay thế cho những cây truyền thống trên vùng đất bãi bồi ven sông đã mở ra một hướng đi mới cho người dân, mang lại nguồn thu nhập cao, góp phần vào công cuộc xóa đói giảm nghèo, đảm bảo an sinh xã hội ở địa phương. Thông qua các kênh phân phối sẵn, sản phẩm chuối ngày càng được biết đến trên thị trường. Bước đầu thì người dân là cũng rất là khó, người ta cũng chưa tin tưởng. Nhưng sau đó là anh em chúng tôi cũng phải coi như là không có kể ngày nghỉ, rồi không kể sáng nắng chiều mưa, là đều có tập trung xuống với người dân và làm thôn nào là quyết tâm là làm thôn đó bằng được, làm xong thì để lấy gương cho thôn khác thực hiện. Chính vì vậy mà chúng tôi đã bàn sâu và cũng đã mạnh dạn để thành lập một cái hợp tác xã sản xuất nông nghiệp để chế biến cái sản phẩm chuối xế dẻo. Nhờ dễ thích nghi ở mọi địa hình từ đồi núi đến đồng bằng, chuối trở thành cây chủ lực phát triển kinh tế của hầu hết các địa phương trên cả nước, đặc biệt là cả các địa phương thuộc vùng núi, vùng sâu, vùng xa phía Bắc. Có thể nói cây chuối đã hình thành những liên vùng sản xuất mang tính hàng hóa lớn cho vùng miền núi phía Bắc, gắn với sản xuất chuối theo hướng giá trị gia tăng. Từ việc cải thiện canh tác, thâm canh, cải thiện và quản lý, cung ứng giống cây, đảm bảo chất lượng, sạch bệnh, đến việc nâng cao vai trò, năng lực, chất lượng hoạt động của các hợp tác xã trồng và chế biến các sản phẩm từ chuối, mối liên kết giữa nông dân, doanh nghiệp trong việc sơ chế, chế biến, thu hút doanh nghiệp đầu tư vào chế biến sâu,
gắn với xúc tiến thương mại chuyên nghiệp, mang lại giá trị kinh tế cho toàn vùng.